Xuân Tú xin gửi lời chào thân yêu đến quý vị và các bạn. Xin chúc quý vị và các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với vụ án của hôm nay. Mukbang, tạm dịch là truyền hình ăn uống, có lẽ đã trở thành một thuật ngữ không hề xa lạ đối với các bạn trẻ. Trong mỗi bữa ăn, những video mukbang có khả năng giúp ăn ngon miệng hơn, và đây cũng là lý do khiến loại hình video này được ưa chuộng đến thế. Tất nhiên, cũng có không ít những vụ bê bối liên quan đến ngành này, và sự việc mình sắp kể sau đây là một trong số đó. Đôi nét về YouTuber Too Young. Nhân vật chính của video hôm nay là một YouTuber chuyên về các video mukbang, đó là Too Young, cô gái trẻ 27 tuổi với hơn 1 triệu người đăng ký trên kênh. Cô tên thật là Park Cheong Hyun. Năm 2018, cô bắt đầu sự nghiệp livestream, chủ yếu là quay các video về thử thách ăn uống, một lượng lớn trong một thời gian ngắn. Sự tương phản với vóc dáng nhỏ nhắn và sức ăn khủng khiếp của cô đã thu hút được rất nhiều người, giúp cô trở thành một trong những YouTuber được yêu thích nhất ở Hàn Quốc và được mời xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình ăn khách. Trong các video mukbang, cô lúc nào cũng tỏ ra vô cùng hạnh phúc và tràn đầy năng lượng tích cực. Tuy nhiên mới đây, vào ngày 11 tháng 7 năm 2024, cô bỗng thẳng thắn thừa nhận trong 4 năm qua cô đã bị bạn trai cũ, tạm gọi là anh A, bạo hành, chiếm đoạt tài sản và đe dọa đủ kiểu, khiến cô phải đau đầu tìm mọi cách sao cho có thể kiếm thật nhiều tiền để chiều lòng hắn. Và đây cũng là lý do khiến cho Too Young bén duyên với con đường trở thành một YouTuber làm về mukbang. Nguyên nhân khiến cho cô phải công khai toàn bộ sự việc là vì cô đang bị một nhóm người khác uy hiếp. 4 năm tăm tối. Trong video với tựa đề "Tôi muốn nói với mọi người tất cả mọi chuyện", Too Young đã chia sẻ thực ra cô có một người bạn trai. Sau khi nghỉ học đại học, cô đã mơ về một mối tình đẹp đẽ, nhưng dần dần anh bạn trai này lại vả cho cô một vố thật đau. Hắn lộ ra bản chất xấu xa của mình, không chỉ thường xuyên đánh đập và mắng chửi cô mà còn lén quay lại các clip và ảnh nhạy cảm của cô, đe dọa sẽ phát tán chúng nếu cô dám chia tay hắn. Không chỉ bị hành hạ cả về tinh thần và thể xác, Too Young còn bị ép phải đi làm thêm tại quán bar và phải nộp toàn bộ số tiền kiếm được cho hắn. Cô cầu xin bạn trai để được nghỉ việc, nhưng cuối cùng lại bị hắn đánh đập thậm tệ. Hắn còn đe dọa nếu cô dám nghỉ việc, hắn sẽ cho gia đình cô xem những clip nhạy cảm đó. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này, cô đã chọn công việc livestream mukbang là công việc dễ dàng và kiếm tiền nhanh nhất lúc đó để làm. Cô bắt đầu livestream vào ngày 23 tháng 10 năm 2018. Mặc dù ban đầu chỉ có 2 người xem, nhưng cô vẫn cố gắng ăn uống và tương tác với khán giả. Dần dần, trời không phụ lòng người, kênh của cô bắt đầu phát triển và có thu nhập đáng kể, nhưng không may là toàn bộ số tiền kiếm được đều bị bạn trai cũ lấy mất. Đôi khi cô thậm chí còn không có đủ tiền trong người để mua một chiếc đùi gà rán. Hoàn cảnh đáng thương là thế, nhưng mỗi khi đứng trước ống kính, cô vẫn luôn phải tươi cười, vết bầm trên người thì vẫn chưa lành. Chỉ sau chưa đầy nửa năm, kênh của Too Young đã đạt được 1 triệu đăng ký. Anh Nga thấy vậy thì sáng mắt lên, ngay lập tức thành lập một công ty quản lý, ép cô phải ký hợp đồng nô lệ, chia lợi nhuận 7327 và giữ kỹ chứng minh thư cùng con dấu của cô. Không chỉ thu hết các khoản thù lao từ quảng cáo, hắn còn bắt cô phải giả vờ trước ống kính là kênh của cô không hề nhận quảng cáo nào hết, khiến cô vướng vào scandal quảng cáo năm 2020 tại Hàn Quốc. Và sau đó, Too Young bị khán giả chửi mắng dữ dội, không thể làm gì khác ngoài tạm ngừng ra video mới để tránh sóng gió. Không lâu sau, khi mà dư luận lắng xuống, anh A lại ép Too Young đăng bài thông báo về việc sắp trở lại, nhưng mà cô không hề muốn. Dẫu vậy, hắn vẫn tự ý đăng bài cho cô, chuẩn bị sẵn kịch bản để Too Young đọc trong video. Mặc dù trong 4 năm bị bạn trai cũ kiểm soát, cô đã phải chịu đựng những lần tra tấn rất khủng khiếp, nhưng vì thiếu kinh nghiệm xã hội và sợ những lời đe dọa từ bạn trai sẽ thành sự thật, nên cô vẫn không dám nói với ai, chỉ có thể tự mình ngậm đắng nuốt cay và nghe lời. Sự cam chịu của Too Young không khiến thái độ của bạn trai cũ tốt hơn, mà trái lại, tính cách của hắn ngày càng không ra gì. Ở công ty, hắn còn công khai đánh đập, chửi mắng Too Young trước mặt nhân viên. Cũng chính vì thế mà đồng nghiệp của Too Young mới biết được những chuyện kinh khủng mà cô đang phải chịu. Đồng nghiệp đã nhiều lần khuyên Too Young nên kiện hắn ra tòa để tự bảo vệ chính mình, nhưng cô lại sợ nếu vụ kiện bị làm lộ, hình ảnh của mình sẽ ảnh hưởng rất nhiều, không thể tiếp tục hoạt động cho lĩnh vực mukbang. Nghĩ đến đây, Too Young đã van xin nhân viên làm như không hề biết gì. Tất nhiên, vì Too Young nhu nhược, thế nên anh A lại càng làm tới, không chỉ trước mặt nhân viên mà ngay cả trước những người thân quen, hắn cũng không ngừng chỉ mắng bạn gái. Hắn thậm chí còn bịa đặt lời đồn nhằm hạ thấp uy tín của Too Young, khiến cô bị những người này tống tiền không ít. Thấy tình hình trở nên không ổn, cuối cùng Too Young phải cầu xin A.
Cô nói cô sẵn sàng dùng tiền để chấm dứt quan hệ với hắn. Thế nhưng A vốn không phải là một gã tốt lành, nên khi kết thúc mối quan hệ, hắn đã nhấn mạnh ngay từ đầu khi mà Tu Yang bắt đầu sự nghiệp mukbang, hắn đã đầu tư đồ ăn và đồ quay chụp cho cô rất nhiều, lỗ không ít tiền, nên đống tiền mà cô kiếm được đều là của hắn, ngay cả số tiền cô định đưa cho hắn để chấm dứt quan hệ. A không chỉ quấy rầy Tu Yang mà còn đe dọa tính mạng của những người xung quanh cô, kể cả gia đình. Tu Yang đương nhiên là không muốn những người xung quanh mình bị ảnh hưởng, nên đã rất cố gắng. Cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của các đồng nghiệp và luật sư, cô đã thành công khởi kiện A ra tòa. Thông qua buổi livestream, luật sư đã công khai toàn bộ bằng chứng từ các cuộc hội thoại, trong đó chỉ tính những file ghi âm về việc A đe dọa và đánh đập Tu Yang cũng lên tới con số 3.800 và số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 41 triệu won. Trong vụ kiện hình sự đầu tiên, A đã bị truy tố với các tội danh bạo lực, đe dọa bất hợp pháp. Và sau đó A giống như hoàn toàn thay đổi, đến công ty van xin Tu Yang rút lại đơn kiện và hứa sẽ không bao giờ xem vào cuộc đời cô. Tuy nhiên chỉ trong một thời gian ngắn, A đã vi phạm lời hứa, nên Tu Yang buộc phải tiến hành vụ kiện hình sự lần thứ hai. Lần này cô không cho hắn lựa chọn hòa giải. Do hành vi phạm tội nhiều và nghiêm trọng, nên dự kiến A sẽ bị phạt tù ít nhất là 5 năm, đồng thời bồi thường một số tiền lớn. Tuy nhiên trong quá trình tố tụng, hắn lại chọn cách hèn hạ nhất để trốn tránh trách nhiệm, đó là tự sát. Bị cáo qua đời, vụ việc cũng như vậy mà kết thúc. Bị đe dọa, tống tiền. Kiếp nạn này chưa qua, kiếp nạn khác lại tới. Chu Yang lại bị cuốn vào vụ tống tiền của một nhóm YouTuber vô liêm sỉ, bao gồm Hoang Chun Su, Go Ye Yop và nhiều người khác, khiến cô buộc phải tự mình đứng trước ống kính, bóc trần vết thương chưa lành của mình để tự bảo vệ. Ngày 10 tháng 7 năm 2024, Viện Nghiên cứu Gerosero đã đăng tải một đoạn video cho biết nhóm YouTuber của Go Ye Yop đang sở hữu 17.000 file ghi âm có liên quan đến quá khứ của Tu Yang và đã lập kế hoạch tống tiền nạn nhân dựa trên những thông tin này. Trong đoạn ghi âm bị phanh phui, Go Ye Yop đã nói chuyện với một thành viên khác, cho biết chúng đã nắm được những bê bối của Tu Yang như từng làm việc tại quán bar hoặc có những hành vi bạo lực tại trường học, trốn thuế. Nếu những thông tin này bị phanh phui, Tu Yang nhất định sẽ phải rút lui khỏi ngành. Cô đang làm ăn rất được, vì vậy chắc chắn cô không hề muốn sự nghiệp sụp đổ. Nếu vậy thì không còn cách nào khác ngoài trả tiền cho chúng để bịt miệng. Go Ye Yop còn nói, ngay cả khi bị khởi tố thì chúng cũng sẽ chỉ phải nộp phạt vài triệu won, nên quyết định tống tiền 300 triệu won. Sau đó các thành viên trong nhóm YouTuber này lập kế hoạch tống tiền và liên lạc với công ty quản lý của Tu Yang để đòi tiền. Mặc dù những thông tin Go Ye Yop nắm giữ đều là giả, nhưng mà Tu Yang đã không còn sức lực để đối phó nữa. Cô chỉ muốn yên ổn giải quyết vấn đề nên đồng ý trả 55 triệu won tiền bịt miệng. Cô còn ký một hợp đồng với chúng để quảng bá một nhà hàng với điều kiện là phải trả một khoản phí quản lý rủi ro. Tuy nhiên trong những đoạn ghi âm cuộc gọi được công bố sau đó, Go Ye Yop lại liên lạc với một thành viên khác, cho biết anh ta cảm thấy lương tâm không cho phép nên muốn giảm mức tống tiền từ 300 triệu xuống 11 triệu won và chia 3 triệu cho thành viên kia, và sau đó sẽ không tung ra những video phơi bày quá khứ của Tu Yang nữa. Nhưng mà thực tế, Go Ye Yop vẫn nhận được 55 triệu won, chỉ chia 3 triệu cho thành viên kia, còn lại thì hắn lấy hết. Sau khi video của Viện Nghiên cứu Garosero được công khai, để ngăn chặn những lời đồn đại tiếp tục phình to, Tu Yang đăng tải lên kênh của mình một video giải thích những gì 4 năm qua mình đã phải chịu đựng, đồng thời phủ nhận và làm sáng rõ những đồn đại về bạo lực học đường và trốn thuế. Đoạn video này giải thích thu hút được sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng. Nhiều người cảm thấy phẫn nộ và thương cảm với những bi kịch mà Tu Yang phải chịu đựng những năm qua. Cô đã bị bạn trai cũ tra tấn suốt 4 năm, vậy mà những kênh như là Go Ye Yop, Vô Liêm Sỉ lại còn muốn sát muối vào vết thương, dùng chúng để uy hiếp tống tiền chính nạn nhân. Quả thực những tên như vậy quá vô nhân tính, vì tiền mà có thể làm bất cứ điều gì. Tuy bằng chứng đã rõ, nhưng mà những kênh YouTube kia lại mặt dày, lần lượt ra mặt tuyên bố mình hoàn toàn vô tội thế nào, khốn khổ ra sao, thậm chí còn lôi cả con cái ra để dân mạng rủ lòng thương. Khẳng định chúng không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ Tu Yang, thậm chí còn biện luận tất cả chỉ là vu khống, nói có người cố ý làm hại chúng. Tất nhiên vì lời giải thích này trái ngược với nội dung trong bản ghi âm, nên dư luận hoàn toàn không tin những gì mà chúng nói. Thậm chí còn có các phương tiện truyền thông đưa tin, những người này có không ít tiền án. Chỉ riêng những vụ bị khởi tố vì tội ly gián, đe dọa đã có tới 8 vụ đang được điều tra. Thật sự là những tên tội phạm không thể cải tạo. Ngày 15 tháng 10, Viện Kiểm sát Trung tâm thành phố Seoul nhận được đơn tố cáo từ công chúng
yêu cầu điều tra và trừng phạt những người đại diện pháp lý của những kênh YouTube này vì tội âm mưu, đe dọa và lừa đảo, đồng thời cũng đệ đơn khởi kiện, khẳng định sẽ quyết chiến để không tái diễn sự việc tương tự. Vào lúc 11 giờ ngày 18 tháng 7, người đại diện pháp lý cùng luật sư lại tiếp tục livestream, tuyên bố họ vừa nhận được một tin tức, đã tìm ra được người đứng sau vụ bê bối. Đó là luật sư họ Choi và cũng là một người vô cùng quen thuộc, chính là luật sư của bạn trai cũ của Thu Giang. Rất có thể luật sư Choi và A rất thân thiết, nên hắn không chỉ tiết lộ tất cả mọi thứ cho Choi, mà còn thuê Choi làm luật sư đại diện. Qua đó Choi đã nắm được rất nhiều thông tin cá nhân của hắn và Thu Giang. Sau khi A tự sát, Choi đã sử dụng nội dung trong di thư để đe dọa Thu Giang, ngang nhiên đòi Thu Giang phải đưa quảng cáo cho dòng mỹ phẩm của ông ta vào video. Nhưng khi cô từ chối, Choi lại liên tục tống tiền, cứ mỗi tháng đòi 165 triệu won, tổng cộng đã cưỡng đoạt được 2,3 tỷ won từ Thu Giang. Sau khi hết chuyện để đồn, Choi thậm chí còn bịa đặt lời đồn nhảm, đồng thời bán cả thông tin cá nhân của mình cho các trang YouTube khác. Sau khi sự việc được công khai, dân mạng đều cảm thấy phẫn nộ. Ông Choi không chỉ là luật sư mà còn là một nhà báo của một tờ báo nào đó. Người như vậy lại phá vỡ đạo đức nghề nghiệp của luật sư để cung cấp thông tin giả cho kênh YouTube. Quả thực là không thể chấp nhận. Lời kết. Trong thời đại phát triển của các trang truyền thông cá nhân, nhiều người ẩn mình đằng sau những trang mạng xã hội, lợi dụng lỗ hổng pháp lý để tạo ra các trang tin giả độc hại, kích thích sự tò mò của khán giả để thu hút lượt xem. Trong vụ Chu Giang, bọn chúng thậm chí còn đã dùng những lời đồn vốn không hề tồn tại hoặc là phóng đại những khuyết điểm mà ai cũng có trong quá khứ để tống tiền và bịt miệng nạn nhân. Nếu những hành vi như vậy không sớm được ngăn chặn, thì trong tương lai sẽ còn rất nhiều người khác cũng sẽ trở thành nạn nhân như là Chu Giang. Cũng may là sự việc như vậy đã thu hút được sự quan tâm rất lớn từ xã hội. Họ gây sức ép lên chính phủ, hy vọng sẽ có biện pháp nghiêm trị những trang mạng này vì lan truyền tin giả độc hại, để chúng nhận được sự trừng phạt thích đáng. Đồng thời hy vọng những nạn nhân như là Chu Giang sẽ sớm thoát khỏi bóng tối bủa vây và trở lại trước ống kính với nụ cười thật sự. Câu chuyện của chúng ta hôm nay sẽ là những diễn biến tâm lý khá phức tạp xoay quanh một nữ blogger xinh đẹp với lượng fan khổng lồ. Trong một video chia sẻ về quá trình làm đẹp, người hâm mộ của cô đã phát hiện có rất nhiều hành vi bất thường trong công việc của mình. Biểu cảm sợ hãi, những vết thâm trên cơ thể cho thấy cô đang gặp nguy hiểm và có điều gì đó đằng sau những vết bầm tím. Vậy thực sự chuyện gì đã xảy ra? Ngay bây giờ mời các bạn nghe câu chuyện này và rất mong các bạn ủng hộ video một like và bấm đăng ký kênh nếu các bạn chưa đăng ký nhé. Cảm ơn các bạn. Nhân vật chính của câu chuyện này là Marina Joyce, 19 tuổi, là một nữ blogger, một người làm video trang điểm trên YouTube, sống tại khu vực giàu có ở Bắc London, nước Anh. Cô bắt đầu công việc của mình và đăng tải nội dung trên nền tảng này từ năm 2012. Từ các video, mọi người có thể cảm nhận được cô là một cô gái rất thân thiện, hòa đồng. Với sự trẻ trung, xinh đẹp cùng việc chia sẻ những nội dung thực tế, cô được rất nhiều khán giả yêu mến. Chỉ trong có vài năm, lượng người theo dõi của cô tăng lên tới 600.000 người. Năm 2016, khi Marina 19 tuổi, cô công bố lên mạng xã hội rằng cô đã có bạn trai. Từ đó, những người fan cũ đã theo dõi Marina suốt nhiều năm phát hiện rằng những video mà cô đăng sau đó là rất bất thường. Trước đây, Marina rất tự nhiên và cởi mở khi đứng trước camera và giao lưu cùng với khán giả, giọng điệu nhẹ nhàng dễ thương. Nhưng bây giờ cô nói rất nhanh như một máy đọc, không cảm xúc, cũng chẳng có biểu cảm gì, và tần suất nháy mắt thì cũng rất nhanh. Toàn bộ video trông rất không tự nhiên, như được quay dưới sự điều khiển của ai đó vậy. Fan của cô lập tức bắt đầu để lại những tin nhắn hỏi xem có điều gì không ổn đối với cô. Mối lo ngại này ngày càng tăng theo thời gian, và họ suy đoán rằng có hai nguyên nhân chính dẫn đến việc cô trông như người mất hồn khi lên sóng clip như vậy. Thứ nhất là cô có dùng chất kích thích. Và thứ hai, phải chăng là có ai đó đã bạo hành hoặc là áp bức cô theo một cách nào đó. Thế nhưng, sau tất cả những tò mò của fan hâm mộ, Marina không trả lời một câu nào về vấn đề này. Nội dung tiếp theo lại một lần nữa thu hút sự chú ý của tất cả fan hâm mộ. Marina có đăng một video về ý tưởng trang phục hẹn hò. Lần này, cô ấy chia sẻ những bộ váy có thể diện khi đi hẹn hò và cô thay đổi những bộ trang phục đó trong suốt quãng thời gian quay video. Ở những giây phút đầu tiên của video thì không có gì đặc biệt. Nhưng những người dùng mạng cẩn thận đã phát hiện rằng vào giây thứ 13 của video,
cô đã nói cứu tôi với một giọng nói nhỏ như nói thầm. Nhiều người xem đã phát hiện ra chi tiết này vì âm thanh quá nhỏ. Để chắc chắn, nhiều người để lại bình luận để xác nhận tình hình. Một số fan cũng cẩn thận tìm thấy những điều khác lạ trong video. Ở góc bên trái đầu tiên xuất hiện một thứ giống như tấm thẻ. Sau đó, một ngón tay xuất hiện và dựa vào chuyển động của ngón tay, có vẻ như nó chỉ đạo Maria thực hiện các hành động như là ra lệnh cho cô đứng yên ở một vị trí cố định. Sau khi xem cẩn thận toàn bộ video nhiều lần, người ta lại phát hiện ra nhiều điểm đáng nghi ngờ. Có nhiều vết thâm trên cánh tay của cô, như thể cô bị đánh đập rất nhiều. Khi cô quay mặt và nhìn ra khỏi camera, có những sự thay đổi rõ ràng trong biểu hiện trên khuôn mặt, từ vui mừng tới hoảng sợ, đến sợ hãi và lại trở lại bình thường. Cô nói một cách thiếu tự nhiên, như thể đọc kịch bản vậy. Thế thì ai đứng sau camera? Liệu có phải cô đang bị kiểm soát bởi ai đó và gặp nguy hiểm hay không? Không lẽ có người ép cô phải ghi hình? Sau khi những nội dung này xuất hiện, fan hâm mộ rất lo lắng. Trong một video có tên là Tear Filter Me, màn hình không có vấn đề gì. Marina cũng đọc lại bài báo và tự lồng tiếng. Điều kỳ lạ là tất cả những gì cô kể đều liên quan tới sự sợ hãi. Một số cử chỉ rất đặc biệt có thể thấy trong một số hình ảnh của cô. Ngày càng có nhiều yếu tố bất thường và mọi người thì đang xem một trong những video làm đẹp của cô. Một khẩu súng được nhìn thấy chớp nhoáng trong đoạn video. Làm sao có thể có một khẩu súng trong phòng của cô gái 19 tuổi cơ chứ? Điều này trở thành bằng chứng quan trọng khác khiến cư dân mạng tin rằng cô bị bắt cóc. Một thời gian dài sau đó, cộng đồng mạng bắt đầu kêu gọi mọi người quan tâm đến sự an toàn của Marina. Các suy đoán khác nhau tiếp theo, có ai đó ép buộc cô quay phim và dùng bạo lực với cô. Người hâm mộ của True Love còn lên mạng cho rằng hành vi của Marina trong vài tháng qua là quá kỳ lạ. Đôi khi dường như cô sắp khóc. Và dưới sự kích động liên tục của họ, họ đã đưa vụ việc này lên hàng đầu của trang tìm kiếm đóng. Một hashtag xoay quanh cô ấy là Save Marina. Save Marina Joyce nhanh chóng lan rộng toàn thế giới. Nhiều người dùng mạng đặc biệt lo lắng về sự an toàn của cô. Mọi người tích cực phân tích tình trạng tâm lý. Và như các suy đoán khác, ở trong nước, lượng người truy cập vào kênh của Marina để tìm kiếm manh mối là rất nhiều. Sau khi Marina có bạn trai, mọi thứ trở nên bất bình thường. Vì vậy có khả năng cô bị bắt cóc và bị kiểm soát bởi bạn trai của mình. Chỉ trong vài ngày, trên mạng Internet xuất hiện làn sóng giải cứu Marina. Phạm vi hoạt động rộng, số lượng người tham gia lớn. Và lần này, Marina chọn cách không im lặng. Ngày 16 tháng 7 năm 2016, cô tải lên một video hỏi đáp. Để giải thích những gì mọi người quan tâm gần đây, cô nói rằng mình vẫn ổn, không có gì thay đổi. Marina vẫn là Marina. Những vết thâm trên tay cô là do ngã khi leo núi. Chỉ là gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra và cô cảm thấy rất mệt. Nhưng đang nói dở thì Marina đột nhiên dừng lại, nhìn ra khỏi màn hình, đôi mắt hoảng sợ lại xuất hiện. Biểu cảm này dường như nhắc nhở cô đang nói quá nhiều và cô nhanh chóng kết thúc video. Để biết ai đang ở bên ngoài màn hình, người dùng mạng ghi lại từng khoảnh khắc trong video. Ngay cả việc phóng to màn hình để nhìn thấy ảnh bên trong mắt của cô. Và dường như có thể thấy một người đeo mặt nạ trượt tuyết được phản chiếu trong con ngươi của Marina. Ngày 26 tháng 7, lúc 6 giờ 52 phút sáng, Marina đột nhiên đăng một bài viết mời mọi người gặp cô tại một bữa tiệc ở Pentland Green, London lúc 6 rưỡi sáng và gợi ý rằng mọi người nên mang theo bạn bè để tránh cô đơn. Cô cũng đề cập đến ngày chính thức của sự kiện là mùng 3 tháng 8. Nói cách khác, hoặc là cô nhớ sai thời gian, hoặc là cô cố tình để mọi người phát hiện cô đang cư xử không đúng. Người dùng mạng kiểm tra những gì cô ấy nói về Pentland Green, phát hiện rằng 173 người đã thiệt mạng ở đó vào năm 1943. Vì vậy, phản ứng của mọi người là giống nhau, không đi, nhất là một cái bẫy. Lời giải thích hợp lý nhất có lẽ bọn khủng bố đã ép buộc cô gọi mọi người đến đó, tập hợp nhiều người và giết họ cùng nhau giống như vụ xả súng tại Munich. Mặc dù sự việc này làm mọi người hoảng sợ, tuy nhiên một số người dùng mạng táo bạo thực sự đã tới Pentland Green đúng giờ. Sau đó đăng một bài viết nói rằng ở đây quá yên tĩnh, không có Marina cũng không có khủng bố. Sự nghi ngờ về việc khủng bố tập trung đám đông để tấn công được gỡ bỏ.
thế nhưng vẫn còn nghi ngờ về chuyện Marina bị bắt cóc. Sự xáo trộn của mọi người trên mạng dần thu hút được sự chú ý của cảnh sát. Ngay sau khi Marina phát xong bản tin lúc 6:52, cảnh sát địa phương cũng đã đưa ra một tuyên bố chấn động lúc 10:30, nói rằng họ đã tới nhà Marina và tình trạng của cô thì vẫn ổn. Sau đó, Marina chứng minh sự an toàn của mình qua các blog và buổi phát trực tuyến và dặn mọi người đừng đến bữa tiệc ngày 3 tháng 8 vì cô ấy không muốn đặt mọi người vào nguy hiểm. Cô khỏe, không ai bắt cóc, ép buộc cô. Không có ma túy, súng trường chỉ là súng hơi. Dù sao mọi thứ vẫn ổn và xin đừng lo lắng. Cô đã nói điều tương tự trong buổi phát trực tiếp trên các nền tảng khác, nhưng sự việc thì không đơn giản như vậy. Bởi trong buổi phát trực tiếp, người dùng mạng lại phát hiện một sự bất thường khác. Cách nói chuyện của Marina lắp bắp và cô vẫn liên tục nhìn ra ngoài. Một số người dùng mạng nói rằng nếu cô đang gặp nguy hiểm, cô hãy vỗ tay, và cô ấy đã vỗ tay thật. Một người dùng mạng khác nói rằng nếu cô gặp nguy, hãy cào tóc, và cô cũng làm vậy. Cô cũng vẽ hình trái tim bằng tay nhiều lần. Khi cô ho, cô cũng phát ra âm thanh cứu tôi với. Hai đường kẻ màu xanh vẽ trên khuôn mặt cô dấy lên một nghi ngờ mới. Bởi vì đây là biểu tượng SOS được đặt bởi trung tâm an toàn cho nạn nhân. Trong buổi phát trực tiếp khác, fan hỏi trong phần bình luận, tại sao lại có âm thanh của Six trong video? Marina lập tức đổi chủ đề bằng cách nói rằng hôm nay thời tiết thật tuyệt. Sau đó, khi cô dẫn người hâm mộ đi tham quan phòng mình, đôi mắt của cô luôn nhìn về phía trước bên phải, vẻ mặt lại trở nên bối rối. Do vậy, nghi ngờ vẫn chưa được giải quyết, và mọi người càng lo lắng hơn. Cho rằng đó là chiêu trò của kẻ bắt cóc, cô gái vẫn đang trong cảnh nguy hiểm. Gia đình, bạn bè cô có thể là đồng phạm, những người cảnh sát đã bị qua mặt. Để thu thập thêm bằng chứng, fan tạo ra một diễn đàn mang tên là Cứu Marina, mong muốn mọi người có thể tổng hợp lại bằng chứng hữu ích và báo cảnh sát. Cả fan và người đi qua đã trở thành những thám tử trên mạng. Ngoài những đôi mắt thỉnh thoảng toát ra vẻ sợ hãi, bất cứ điều gì xuất hiện trong hình ảnh đều rất đáng ngờ. Số lượng fan của Marina tăng từ 600.000 lên tới hơn 2 triệu người. Và chỉ riêng video trang phục hẹn hò đạt tới hơn 40 triệu lượt xem. Cũng chính từ ngày này, tất cả dữ liệu trong kênh của cô đều tăng vọt. Thu nhập của cô cũng liên tục lập kỷ lục mới và cô trở thành ngôi sao nổi tiếng. Kênh của Marina và sự nổi tiếng của cô đã trực tiếp thăng hoa từ sự việc này. Cô bắt đầu phủ nhận những tin đồn trên phương tiện truyền thông và nói với thế giới rằng cô đang rất ổn. Không bao lâu, nhiều người bắt đầu cảm thấy mình bị lừa. Cô ta từ nạn nhân thành kẻ tạo sự chú ý rẻ tiền. Hashtag, kẻ phản bội Marina trở thành hiện tượng trên mạng. Mọi người tố cáo rằng cô ta dàn xếp một cuộc đánh lừa để tự quảng cáo mình và thu hút fan. Vì kỹ thuật tạo sự chú ý này còn khá mới, vào thời điểm đó cô ta dùng nó để thu hút. Liên tiếp hết người này tới người khác đăng những lời phàn nàn về việc tại sao họ lại ngu ngốc như vậy. Đủ các loại bình luận tiêu cực ập tới như một cơn sóng thần. Về chuyện này, Marina và gia đình cô được phỏng vấn và cho biết đó hoàn toàn là một tai nạn. Mặc dù khó tin, nhưng đó chắc chắn không phải là một chiêu trò hay hành động cố ý, vì chúng tôi không thể làm được tất cả. Nhưng sự nổi tiếng của cô ta ngày càng trở nên tồi tệ hơn trong mắt cộng đồng và kém hơn so với trước đây rất nhiều. Mọi người cũng dần rời khỏi cơn bão giải cứu này. Cô ta vẫn cập nhật nội dung trên kênh, trong khi mọi người dần quên cô ta thì fan hâm mộ đích thực luôn kiên trì theo đuổi, phát hiện rằng cô ta đã bị mất liên lạc sau nửa năm. Cô ta đã không cập nhật những hoạt động của mình trong hơn 10 ngày và không trả lời tin nhắn của mọi người. Có người còn đăng thông báo tìm người mất tích trên mạng. Mọi người lại nghi ngờ liệu cô ta có thực sự bị kiểm soát hay không. Cuối cùng, cảnh sát can thiệp thì biết cô ta đi du lịch đến Nhật Bản cùng bạn trai. Cũng vì điều này, vụ bắt cóc làm mưa làm gió cách đây một năm được khơi lại. Nhân cơ hội, Marina ghi lại một video giải thích thời gian đó bạn trai cảm thấy chán nản nên đã xuất cảnh. Thế nhưng không ngờ mọi người lại hiểu nhầm là cô ta bị bắt cóc. Đối mặt với lời giải thích, cư dân mạng thất vọng và sẽ không bao giờ tin cô ta nữa. Nhắc tới tên cô ta bây giờ, những người tham gia vào cuộc cứu hộ đều cười nhạo và nhìn cô ta với sự coi thường. Kênh của Marina vẫn được đăng tải thường xuyên nhưng không còn phổ biến nữa. Video đạt 40 triệu lượt xem bị xóa đi mà cô ta không hiểu lý do. Đó có phải là một sự trùng hợp gây ra sự nhầm lẫn hay chỉ là một kế hoạch tinh vi để theo đuổi danh vọng và giàu sang của Marina? Chắc chỉ có mình cô ta biết.
Chuyện đã xảy ra được 7 năm trước. Thực tế, nhìn từ góc độ hiện tại, khả năng cường điệu hóa là rất cao. Mạng xã hội phát triển đến giai đoạn này, các blogger đều thể hiện khả năng của mình để có thể thu hút lượng truy cập. Thậm chí để đạt được danh tiếng chỉ sau một đêm, họ có thể nghĩ ra bất kỳ một cách nào. Mình thì không chấp nhận những việc mà blogger hay là những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội tạo ra những cái chuyện không đúng chuẩn mực, thậm chí là gây tranh cãi chỉ để lấy lòng thương và sự ủng hộ của khán giả để tăng sự thu hút. Hầu hết sự nhiệt tình của mọi người đều bị người khác lợi dụng. Vì thế chúng ta hãy tiếp tục nhìn nhận mọi chuyện thật là hợp lý nhé. Hãy quan tâm đến những người thực sự cần được quan tâm. Mạng xã hội luôn là con dao hai lưỡi. Hãy tỉnh táo và sử dụng nó một cách có ích nhé. Và đó là câu chuyện của hôm nay. Bạn có suy nghĩ gì không? Hãy comment ở phía dưới nhé. Nếu được, ủng hộ chúng mình một like và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.